Chào mừng các bạn đến với chương trình Sun Tin được phát sóng vào khung giờ 6-9 mỗi tối. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tin Nhã Phương chưa định làm đám cưới với Trường Giang. Mới đây, Nhã Phương cùng người thân ra Phú Quốc dự sinh nhật với tân gia biệt thự 15 tỷ của Trường Giang. Nữ diễn viên đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ và thân mật bên người yêu. Một nguồn tin cho biết cặp đôi đã chụp ảnh cưới nhưng chưa chọn được ngày tốt để làm lễ. Tuy nhiên, đại diện của Nhã Phương đã phủ nhận chuyện cô sẽ kết hôn trong năm nay. Nhã Phương từng chia sẻ, cô muốn lập gia đình ở tuổi 28. Gia đình cô rất quý Trường Giang nên có thúc giục về việc làm đám cưới. Đây là lần thứ hai Nhã Phương vướng tin đồn sắp về một nhà với Trường Giang. Và tin tiếp theo chính là Kiều Minh Tuấn kết hôn với Cát Vượng là chuyện tương lai. Sau nhiều năm chỉ đóng vai phụ, lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn được mời đóng vai nam chính trong phim điện ảnh Em Chưa 18. Anh chia sẻ, ban đầu anh không dám nhận lời tham gia, dù rất mê vai Hoàng. Lý do là bởi anh không tự tin. Nhân vật Hoàng có hình tượng hoàn toàn trái ngược với vẻ bụi bặm, bình dân của Minh Tuấn ở ngoài đời cũng như trên phim ảnh. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã kiên trì thuyết phục họ không cần Kiều Minh Tuấn đến casting mà mời anh quay một cảnh với Cathy Nguyễn để gửi cho các nhà tài trợ, sau đó ký hợp đồng luôn. Đạo diễn Thanh Sơn cũng nói thẳng rằng, Tuấn ơi, đây là Hoàng của anh, đừng bỏ anh nữa. Chia sẻ về chuyện tình yêu dạo gần đây với Cát Vượng, anh nói với bản tính không thích nổi tiếng bằng ồn ào nên anh không muốn công khai chuyện tình yêu. Mặc dù gắn bó với Cát Vượng đã được 8 năm, nhưng khi được hỏi khi nào anh mới định xây dựng tổ ấm, anh thẳng thắn chia sẻ, đó là chuyện tương lai, anh không thể nói trước được.